Thưa quý vị, Định Môn là xã của huyện Thới Lai phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Địa phương đã đề ra mục tiêu là xây dựng thành công xã đạt tiêu chuẩn cảnh quan môi trường gắn với tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Sau một năm triển khai thực hiện, đến thời điểm này, thu nhập bình quân đầu người ở xã đã vượt con số 70 triệu đồng một người một năm. Con đường giao thông ngang 4 mét tại ấp Định Khánh A đã mở ra hướng phát triển cho các nông hộ trồng nhãn y đo nơi này. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Định Môn đầu tư làm đường bê tông dài 4,1 km. Các hộ gia đình làm hàng rào, trồng cây xanh và làm cột cờ. Doanh nghiệp đến tận vườn thu mua nên giá nhãn y đo của hợp tác xã nhãn y đo Đồng Tâm tăng lên đáng kể. Với diện tích 30 hectare, bình quân mỗi hectare thu hoạch trên 15 tấn trái một vụ, trừ hết chi phí, các nông hộ cũng lợi nhuận 148 triệu đồng một hectare. Nông thôn mới kiểu mẫu thì có mọi cái vấn đề giao thông, đường xa xá nó rất là thoải mái, rồi buôn bán nó rất là dễ. Mình nói như mấy chú thấy cái xe tải nãy lấy nhãn nó để tới bến tới vườn, còn như thí dụ như sắp tới đây thì đây thu hoạch thì xe đậu đây lấy. Những ngày cuối của năm 2022, nhưng Định Môn vẫn nỗ lực xây dựng các công trình, các thiết chế văn hóa để đủ tiêu chuẩn của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trung tâm văn hóa xã, bờ kè, chợ nông thôn đều gấp rút đẩy nhanh tiến độ để Tết Nguyên đán tới đây đưa vào sử dụng. Định Môn cũng khẩn trương hoàn thiện các phần việc xây dựng ấp thông minh và nâng cao nhận thức của người dân. Phát huy cho bằng được hai cái ấp mà thông minh mà theo cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay thì cũng đạt. Theo tôi suy nghĩ đó là cái ấp thông minh thì nói chung là nó tương đối là nó trội hơn những cái ấp khác, vậy mình họa xài nó phát triển hơn những cái ấp bình thường ở cái chỗ là về cái uy tín cũng như là vượt trội hơn về các cái mặt về các cái tiêu chí của xã nông thôn mới. Thì tập trung thực hiện các cái mô hình như là mô hình đèn chiếu sáng nông thôn. Trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã ra mắt được một cái mô hình chiều dài 2,7 km. Về cơ bản, Định Môn đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Riêng đối với một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì còn kêu gọi sự đồng thuận của người dân như là cải tạo cảnh quan môi trường, nếp sống văn minh nơi khu dân cư, xóm ấp. Vì lẽ đó, địa phương sẽ mở các đợt cao điểm ra quân tuyên truyền để người dân cùng chấp hành thực hiện.